Thán phục bóng hồng Việt Nam sử dụng tên lửa phòng không vác vai A-72. Nhiệm vụ sử dụng các loại vũ khí cồng kềnh, nhất là tên lửa phòng không vác vai, thường do những chiến sĩ nam có vóc dáng to khỏe thực hiện. Tuy nhiên, chiến sĩ nữ của quân đội ta cũng không hề kém cạnh những đồng đội nam khi đã sử dụng thành thục loại tên lửa A-72. Tên lửa phòng không vác vai 9M32 Shela 2, NATO định danh là SA-7, đã được đưa vào biên chế Hồng quân Liên Xô kể từ năm 1968 và đến năm 1972. Các tên lửa này được viện trợ cho Việt Nam. Phía ta đã đặt tên loại tên lửa này A-72, sử dụng rất hiệu quả trong phòng không tầm thấp. Chỉ trong 3 năm, từ năm 1972 đến năm 1975, tiểu đoàn 172 đã sử dụng tên lửa A-72 tiêu diệt tới 157 máy bay các loại của địch, cho thấy sức tác chiến ghê gớm của loại tên lửa này. Một binh sĩ Liên Xô với tên lửa vác vai Shela 2. Bệ phóng tên lửa A-72 có chiều dài 1,44m, đường kính 72mm, nặng tới 15kg khi lắp đạn. Bởi vậy, các chiến sĩ sử dụng tên lửa A-72 cần có một yêu cầu về thể lực tốt. Một chiến sĩ với hệ thống A-72. Tuy nhiên, không chịu thua kém các đồng đội nam của mình, chiến sĩ nữ cũng sẵn sàng sử dụng thành thục hệ thống tên lửa phòng không này, dù cho nó có trọng lượng bằng 1/3 trọng lượng cơ thể họ. Nữ chiến sĩ thao tác với hệ thống A-72. Loại tên lửa phòng không vác vai A-72 đã được Việt Nam tự chủ chế tạo thành công. Có thể thấy, hệ thống nữ chiến sĩ đang sử dụng là phiên bản do ta tự chế tạo trong nước. Nữ chiến sĩ ngắm bắn với hệ thống A-72. Tên lửa A-72 Shela 2 có tầm bắn tối đa 3.700 km, độ cao tối đa 1.500m, sử dụng cơ cấu đầu dò hồng ngoại để tìm mục tiêu. Diễn tập bắn đạn thật với tên lửa phòng không vác vai. Ngoài ra, Việt Nam có trong biên chế cả loại tên lửa nâng cấp của 9M32 Shela 2 là 9M32M, với việc tăng tầm bắn lên 4.200m và độ cao tối đa lên đến 2.300m. Tốc độ bay của tên lửa từ 430m trên giây lên 500m trên giây. Các nhà máy trong nước cũng có thể thực hiện nâng cấp, sửa chữa phục hồi loại tên lửa này. Hệ thống 9M32M được hồi phục sửa chữa tại nhà máy A-45. Đặc biệt, anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Quyết đã từng dùng tên lửa A-72 bắn rơi 16 máy bay, là kỷ lục của quân chủng phòng không không quân mà đến nay chưa ai vượt qua được. Phải nói đây không chỉ là riêng kỳ tích của bộ đội Việt Nam mà còn là kỳ tích xứng tầm thế giới. Bộ đội Việt Nam huấn luyện với A-72. Trong tình hình mới, nhằm đáp ứng nhu cầu của chiến tranh hiện đại, Việt Nam đã tự nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng không tự hành sử dụng các tên lửa A-72 với mục đích tạo ưu thế trên chiến trường, bảo vệ đội hình có bộ binh trước máy bay thấp. Hệ thống phòng không tự hành do Việt Nam chế tạo. Khí tài được bổ sung thêm khối quang điện với camera ảnh nhiệt, camera ánh sáng ngày và hệ thống đo xa laser có thể quan sát và tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết, có độ tự động hóa cao. Trong cuộc bắn nghiệm thu gần đây, tổ hợp đã xuất sắc đánh trúng mục tiêu, đạt thông số kỹ thuật cao. Tổ hợp phòng không tự hành khai hỏa. Với việc đã ra đời từ lâu, nhưng qua các nâng cấp tăng tính kỹ năng chiến thuật cùng các cải tiến tự động hóa, các tên lửa A-72 chắc chắn sẽ còn là vũ khí vô cùng lợi hại trong tay quân đội ta, là mối đe dọa vô cùng lớn đối với các loại máy bay thấp của đối phương, bảo vệ đội hình bộ binh. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.